Bộ phim là quá trình mà nhân vật chính của chúng ta tìm lại ký ức cũ và đối mặt với những rắc rối do quá khứ mình gây ra. Nếu bạn đang tò mò và mong muốn theo dõi hành trình này của Ken, hãy đến với bộ phim The Longest Goodnight. Nhân vật chính của chúng ta là Charlie, thân phận thật sự của Samantha, một sát thủ được huấn luyện kỹ càng bởi tổ chức CIA của Mỹ. Công việc của cô là thực hiện những nhiệm vụ bí mật liên quan đến ám sát. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ giết chết tên trùm buôn bán vũ khí, cô bị đồng đội của mình là Timothy, sát thủ giỏi của CIA, gài bẫy, dẫn đến cô bị phục kích và biến mất gần 8 năm. Nhưng một lần tình cờ, Jack được người của Timothy sai giết cô và phát hiện Ken vẫn còn sống, nên hắn tìm mọi cách để giết cô và gây hại cho gia đình nhỏ của cô. Vì thế, Ken buộc phải tái xuất và tham gia trận chiến mà cô vừa phải thực hiện nhiệm vụ và vừa phải chiến đấu chống lại tên phản diện để bảo vệ gia đình của mình. Đầu phim là cảnh mà Ken đang sống với thân phận là Samantha, một cô gái hiền thục và vui vẻ. Trong thân phận này, cô dường như có mọi thứ. Cô sống với người con ruột của mình và hạnh phúc với người chồng giáo viên. Tuy nhiên, đâu đó trong Samantha luôn muốn tìm hiểu thật sự mình là ai và những ký ức trước đây của mình là gì. Điều đó được thể hiện nhiều lần trong lời thoại hay những cử chỉ cô nhìn ngắm cơ thể mình trong gương thường xuyên để mong có thể nhớ lại chi tiết gì đó từ trong quá khứ. Những tò mò về quá khứ của bản thân ngày một lớn đến độ, Ken đã quyết định thuê một thám tử tư để nhờ anh ta tìm hiểu về quá khứ của bản thân mình. Khi bắt tay để tìm lại thân phận trước đây của cô, thì Mitch may mắn tìm thấy được một manh mối quan trọng của chủ nhà Ken, người mà cô từng thuê nhà trước khi cô bị rơi xuống sông và trôi dạt đến thị trấn rồi mất trí nhớ. Cùng lúc đó, bên này gia đình của Ken đang tổ chức một buổi tiệc và cả thị trấn tụ lại nhà cô để cùng tham gia buổi tiệc này. Đang vui thì có một ông lão do say quá nên Ken phải đưa ông ta về nhà trước. Trên đường đi về nhà, do ông ta liên tục quậy cọ khiến Ken không thể tập trung lái xe và đâm trực tiếp vào một con hươu và xe của cô cũng bị rơi xuống vực. Do cú tông xe, dường như bộ não của cô được kích hoạt, những ký ức trong quá khứ lần lượt hiện về rồi biến mất đi nhanh chóng. Ngay lúc cô định thần lại thì ngay chỗ cô té, con hươu vừa nãy mà cô đụng trúng đang dãy dụa vô cùng đau đớn. Bỗng trong người cô nổi lên một sức mạnh kỳ lạ, cô chạy lại nó và thao tác nhanh gọn để bẻ cổ hươu. Động tác lấy đi mạng người này dường như ăn sâu vào trí nhớ của cô và hình như cô đã thực hiện nó rất nhiều lần trước đây. Ở một diễn biến khác, tên Jack tay sai của Timothy có ý định giết Ken nhưng không thành, thì trong một lần xem TV trong tù, hắn vô tình biết được là nữ sát thủ của CIA vẫn còn sống. Vì thế, hắn lên kế hoạch trong đêm vượt ngục, đồng thời hắn cũng báo cáo với những cấp trên của mình để họ lên kế hoạch đối phó với Ken. Trở về với Ken thì cô sau khi đụng phải con hươu nên bị thương nặng và phải nhập viện. Nhưng do vết thương không phải là ở chỗ nguy hiểm nên tĩnh dưỡng vài hôm là cô có thể xuất viện và quay về nhà. Lúc này, cơ thể cô sau cú va chạm đó dường như có sự thay đổi. Những ký ức cũ dường như hiện về với tần suất dày đặc hơn. Một buổi tối khi đang làm đồ ăn cùng chồng, cô bỗng nhiên phát hiện kỹ năng dùng dao của mình thành thạo đến mức điêu luyện. Thấy tài nghệ dùng dao của cô thì chồng cô và con cô tưởng đâu lúc trước khi bị mất trí nhớ cô từng là đầu bếp. Khi dùng dao cô không dừng được sự hưng phấn của bản thân. Cô lấy hết trái cây trong gia đình ra để thử tài nghệ của mình. Bên cạnh đó, cô còn chơi những trò như phóng dao một cách điều luyện. Sáng hôm sau, cô đưa con gái nhỏ của mình đi trượt băng, nhưng không may con cô vô tình té. Ken là một người phụ nữ hiền lành, dường như có biến đổi tâm lý một cách đột ngột. Nếu trước đây cô sẽ đỡ con lên và an ủi, thì bây giờ cô trở nên nghiêm khắc với con mình hơn. Cô không đỡ con mà cô kéo áo con mình lên, dạy cho nó cuộc sống này vốn dĩ rất khó khăn và con phải tự biết đối đầu với nó. Nhưng sau một lúc thì cô bỗng nhiên quên hết những chuyện vừa rồi. Cô lo sợ và kể những chuyện này với chồng, nhưng chồng cô đành bất lực cười trừ an ủi cô rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua thôi. Đồng thời đêm hôm đó, Jack, người từng truy sát Ken không thành công đã tìm đến nhà cô. Hắn uy hiếp một ông lão, hăm dọa ông già gọi Ken ra để hắn giết cô. Ông lão làm theo và Ken cũng ra như những suy tính của hắn. Hắn không biết được thuy Ken đã mất trí nhớ nhưng những phản xạ của cô do quá trình luyện tập của quá khứ vẫn còn rất nhạy bén nên cô dễ dàng né được phát kẹo đồng của hắn và khống chế cây súng của Jack làm cho hắn bắn liên tiếp trượt ra bên ngoài. Chồng của Ken bị đánh ra xa thì hắn dẫm phải kẹo và trượt té. Ken vội vàng chạy lại con gái của mình và quăng con qua nhà khác để nhằm tránh nguy hiểm. Còn Ken thì lao lên đấm nhau với Jack, nhưng do những ký ức của cô chưa lấy lại hết nên trong trận chiến cô không phải là đối thủ của tên sát thủ. Jack đấm đá Ken một cách tàn nhẫn và điều này vô tình làm bản năng sát thủ và những ký ức của cô trở về, khiến cô dễ dàng đưa hắn đi đắp chiếu. Chồng cô chứng kiến mọi hành động đó thì vô cùng bàng hoàng. Ken không làm gì, chỉ nhìn chồng và nói những câu đầu bếp cũng hay hành động như vậy. Sáng hôm sau, trước khi rời đi, cô đem chiếc vòng chìa khóa hay đeo tặng lại cho con gái và viết lại số điện thoại của mình lên cánh tay đang bị thương nặng còn phải bó bột của con gái. Trước khi đi, cô dặn con là khi nhớ mẹ có thể gọi điện cho số này bất cứ lúc nào. Sau đó, Ken lên xe và đi cùng Mitch. Trong lúc chờ Ken, người thám tử đưa cho cô một danh sách trên đó có tên và số điện thoại của người tiến sĩ đã viết tặng cho cô. Ken liền lấy số điện thoại và gọi điện cho người tiến sĩ, mong hẹn được ông ta để biết được mọi chuyện về quá khứ của mình. Người tiến sĩ nhận được điện thoại của Ken và nghe tin cô vẫn còn
còn sống thì liền cảm thấy rất vui mừng. Ông kể sơ mọi chuyện cho cô nghe qua điện thoại và hẹn hai người một địa điểm để có thể giải thích cho cô một cách chi tiết hơn. Nhưng hai người không biết một chuyện là những cuộc nói chuyện của Ken với tiến sĩ đã bị một người khác nghe lén bằng công nghệ hiện đại. Tới đó, khi trở về trọ, khi nhìn vào chiếc vali của mình, cô bỗng chợt nhớ ra một chuyện gì đó rất quan trọng. Cô phát hiện là vali ngoài ngăn đựng đồ còn có một ngăn chứa khác là súng bắn tỉa. Tuy không biết về chuyện này nhưng bản năng của cô lại sử dụng và lắp ráp một cách vô cùng chuyên nghiệp. Cô tự nhìn lại mình trong gương và cảm thấy bản thân mình có đôi chút vừa lạ vừa quen, tự nhiên thấy chính bản thân mình không còn là mình trước đây nữa. Hôm sau như đã hẹn thì Ken đã đi ra quán rượu mà cô và tiến sĩ hẹn gặp nhau. Tại quán cô thấy được Timothy, đây là tên phản diện quá khứ từng hại cô và giữa cô và hắn có một bí mật rất lớn. Sau khi nói chuyện với cô, hắn liền lập tức sai sát thủ để giúp cô đắp chiếu. Lập tức sau đó có một tên sát thủ với hình dáng của một ông già tiến lại gần cô và Mít. Tuy nhiên với trực giác nhạy bén của mình, cô đã ra tay trước, luồn tay vào túi của Mít lấy súng và cho tên sát thủ già ăn kẹo đồng. Nhưng chưa kịp trấn tĩnh thì những tên sát thủ khác từ mọi phía xuất hiện. Chúng bám theo và liên tục nhả kẹo đồng vào hai người, làm cho hai người phải chạy thật nhanh lên lầu. Nhưng khi chưa kịp nghỉ ngơi thì từ đâu một quả lựu đạn xuất hiện giữa hai người. Trong khi Mít thì bấn loạn, còn Ken với bản năng sát thủ đã được đào tạo từ nhỏ, cô bình tĩnh tìm thấy kính thoát hiện và dùng súng bắn vào kính để nhảy ra bên ngoài. Trong lúc trên không trung, Ken cũng vô thức bắn lớp băng bên dưới để cô và Mít có thể tiếp nước an toàn hơn. Mít giật mình vì khả năng phán đoán kinh ngạc của Ken, nhưng chưa kịp hỏi thì những tên sát thủ khác cũng xuất hiện nhanh như kiến và bám lấy hai người. Cũng may lúc đó người tiến sĩ được Ken hẹn gặp đã đến kịp lúc và cứu hai người lên xe. Lúc ở trên xe của tiến sĩ, Ken được ông trao cho khẩu súng và ông cũng lấy một khẩu súng khác để vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trên xe, ông nói với Ken về mọi việc cô là ai và vì sao cô lại bị bọn sát thủ nhắm đến. Nhưng Mít có vẻ nghi ngờ và không tin ông, cho rằng ông là đồng phạm vì nếu không phải ông thì ai là người tiết lộ địa điểm cho những tên sát thủ. Trước những lời chất vấn của Mít, tiến sĩ chưa kịp giải thích thì đã bị thám tử đánh ngất. Sau đó bọn họ lấy xe của ông. Trên đường đi, hai người tìm thấy tấm bưu thiếp mới và tới nơi ở của vị hôn thê của Ken. Nhưng khi thấy hai người, vị hôn phu của Ken có một thái độ rất kỳ lạ. Anh ta tự nhận mình là chồng chưa cưới của cô, nhưng khi thấy cô, anh ta không có vẻ nào vui tươi hiện ra. Thấy không ổn nên Mít dẫn Ken vào một góc để nói hết những nghi ngờ của mình và tìm một chỗ trống để Ken có thể nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ. Tuy những ký ức của cô có vẻ không được rõ ràng, nhưng cô vẫn nhớ vị hôn phu của mình đi vệ sinh như thế nào. Từ đó Mít mới yên tâm rời đi và tìm cách hợp tác lại tình yêu cho hai người họ. Lúc này, Mít đang đứng thì ông tiến sĩ từ đâu bỗng nhiên xuất hiện. Mít kể lại mọi chuyện cho ông tiến sĩ và nghe xong ông sốc, bởi người hôn phu này là người phát ngôn cho một tổ chức bí ẩn. Còn việc tấm thiệp có chữ hôn phu chẳng qua là ký hiệu trong ngôn ngữ ám sát của CIA mà thôi. Lúc phát hiện ra thì Mít vội chạy lại thông báo cho Ken, nhưng mọi thứ đã quá tầm kiểm soát vì thuộc hạ của tên buôn bán vũ khí dường như vây quanh mọi góc tại nơi này. Còn vị hôn phu của Ken cũng đã lật mặt và tấn công cô làm cho cô ngất xỉu. Khi tỉnh lại, cô thấy mình bị trói trên một bánh xe lọc nước. Tên hôn phu giả của cô hỏi rằng cô có nhớ hắn không và những thông tin của hắn cô có nói với ai không. Sau đó hắn xoay bánh xe và nhấn chìm cô xuống nước và ở dưới đó có xác của tiến sĩ. Do bị kích động về nhiều mặt bao gồm cả thể chất lẫn tinh thần, khiến Ken trở nên bấn loạn và lấy lại được mọi ký ức cũng như khả năng sát thủ máu lạnh của bản thân. Lúc này cô mới nhớ lại mọi chuyện một cách tường tận, là cô là một sát thủ trong lúc làm nhiệm vụ. Cô bị tên Timothy lừa gạt, tên đó sai Jack giết cô nhưng cô kịp phản ứng lại và đâm mù mắt hắn để chạy. Nhưng không chạy được xa, cô bị hắn cầm súng bắn vô đầu dẫn đến mất trí nhớ và rơi xuống vực. Lúc này trí nhớ của cô đã lấy lại được toàn bộ. Điều này cũng đồng nghĩa với những kỹ năng sát thủ của cô cũng quay trở lại. Cô nhanh tay thoát khỏi dây thừng và lấy trong quần tiến sĩ cây súng tiễn luôn tên hôn phu giả đi đắp chiếu. Sau đó cô chạy lại cứu người thám tử đồng đội của mình và cả hai chạy trốn vào khách sạn. Ken cắt đi mái tóc dài của mình và chính thức trở lại làm sát thủ. Cô liên lạc cho người đứng đầu CIA và thông báo tin sẽ quay về. Nhưng vừa nói chuyện với cô, tên này và Timothy đã nói chuyện với nhau và lên kế hoạch tỉ mỉ để giết cô. Tuy nhiên với sự thông minh sắc sảo của mình, cô đã làm một phép thử. Cô nhờ Mít điện cho đồn cảnh sát để cô kiểm tra lại. Nếu bên kia cử người đi tìm cô thì không ngoài dự đoán, tên giám đốc CIA là một người hài măng. Quả nhiên không ngoài kế hoạch, sau đó cô bị toàn bộ sát thủ ám sát, nhưng với sự thông minh tài trí của mình, cô dễ dàng thoát, nhưng cô biết để có thể sống được thì nhất định phải rời khỏi đất nước này. Bên cạnh đó, dường như đã biết được ngày này sẽ đến nên cô đã sớm chuẩn bị nhiều thứ như tài liệu giả cũng như số tiền cô có trong két ngân hàng, mà chìa khóa là chiếc vòng mà cô tặng cho con gái của mình. Sau đó cả hai về nhà Ken lấy chìa khóa một cách dễ dàng. Khi nhìn qua ống nhòm để thăm dò xem có tên sát thủ nào hay không, cô thấy chồng và con mình đang vui chơi Giáng sinh rất vui vẻ. Trong lòng cô dường như rất nhớ họ. Nhưng cùng lúc bọn sát thủ cũng chạy đến, Mít trên xe không ngừng phát còi để ra dấu hiệu. Ken cũng chạy ra bên ngoài và dùng súng cho từng tên sát thủ phải đi đắp chiếu. Nhưng tên Timothy dường như cao tay hơn cô đã bắt con gái cô và cảnh cáo sẽ giết nó.
Tên phản diện vì muốn có được vị trí của cô nên hắn yêu cầu cô 15 phút sau phải gọi điện lại cho hắn với điện thoại cố định để có thể phán đoán được vị trí của cô và đưa cô đi về với ông bà. Bên đây, Ken nghe được tin thì cùng Mitt đột nhập vào công ty điện thoại nhờ họ thay đổi tọa độ và đồng thời truy ngược lại căn cứ Timothy. Nhưng dường như tên phản diện đã biết Ken nhất định sẽ giải cứu con gái của mình nên hắn đã chuẩn bị mọi thứ từ trước và chỉ đợi cô xa bẫy. Sau khi rời công ty điện thoại thì Ken và Mitt đột nhập vào căn cứ của Timothy. Hai người chia nhau ra vô giải cứu và một người ở ngoài quan sát. Nhưng dường như tất cả đã trong tính toán của bọn người xấu. Ken vừa ôm con gái ra ngoài đã bị Timothy và tên giám đốc CIA bắt. Lúc này tên giám đốc cũng lật mặt thừa nhận phản bội cô vì tiền. Sau đó hắn rời đi để Timothy xử lý cô. Do thân phận đặc biệt của mình nên Timothy đã để cô chết một cách đặc biệt là ngâm cô trong phòng lạnh đến chết. Tuy nhiên cô không sợ mà cô chỉ nói với hắn hãy tha cho con gái của cô vì nó cũng là con của hắn. Cô thừa biết Timothy là tên khủng bố giấu mặt nhưng vì thông tin của hắn mà cô đã quyết định ngủ chung với hắn. Nhưng cái cô không ngờ là mình lại có thai. Đứng trước những lời nói và ánh mắt của con gái, hắn dường như hối hận nhưng đứng trước sức mạnh của đồng tiền thì hắn lại nhanh chóng lấy lại tinh thần quyết tâm sẽ giết chết cô. Sau đó hắn ra ngoài và đóng cửa phòng lạnh lại, định giết cô cùng con của bọn họ. Nhưng trong cái khó ló cái nguy, nhờ vào con búp bê tẩm xăng nên Ken có thể thoát ra khỏi phòng lạnh cùng con gái bằng cách cho nổ cả phòng lạnh. Nhưng cũng nhờ vụ nổ đó, Mitt sắp rơi vào cửa tử. Nhưng may mắn thay, nhờ dư chấn từ cú nổ, anh văng ra xa và chỉ bị thương. Sau khi ra ngoài, do tiếng nổ quá lớn nên đã thu hút rất nhiều tên sát thủ. Ken một mình xử lý hết bọn chúng để con gái tìm chỗ thoát thân. Nhưng không may, con gái của cô lại trốn vào xe tải đang đựng bom hóa học. Mitt ra ngoài thấy cảnh này rồi thông báo cho Ken hai người lên kế hoạch là Mitt sẽ giải cứu con gái cô, trong khi đó cô ở lại khô máu với bọn sát thủ. Nhưng do Mitt bị thương quá nặng nên không thể chạy theo con gái cô. Khi xe hóa học chở bom nguyên tử di chuyển thì cô cũng bỏ lại Mitt để giải cứu con gái của mình. Không nghĩ được nhiều, cô dùng súng chặn một chiếc xe trên đường và lấy nó đuổi theo xe tải. Khi chạy gần tới xe tải, cô từ xe của mình dùng những kỹ năng để leo qua xe tải và tấn công người tài xế trên xe nhằm chiếm quyền sử dụng xe. Nhưng khi chiếm xong, không may là chiếc xe của cô bị mất thắng nên đâm thẳng vào tường rồi ngừng lại. Lúc này, tên Timothy cũng đến. Hắn và Ken đánh nhau một trận căng thẳng. Hai người trong lúc đánh bị té mắc vào lưới gai. Timothy tính dùng súng bắn cô nhưng không thành. Cuối cùng bị Ken đạp xuống và rơi tự do khỏi lưới té xuống sông. Lúc này, những chiếc trực thăng của những tên sát thủ cũng đến tấn công cô. Nhưng với những kỹ năng thượng thừa của mình, Ken hạ từng tên sát thủ trên trực thăng và giải cứu con gái. Nhưng một chiếc trực thăng khác lại đến, trên đó có Timothy. Hắn cầm súng bắn thẳng vào Ken. Tuy nhiên, cô may mắn và né được. Những phút nguy hiểm như sắp chết thì Mitt lại xuất hiện như một vị thần và cứu cô cùng con gái. Nhưng để con gái mình chạy thoát, cô lấy chính mình dụ bọn phản diện. Cô dùng một cái xác chết mắc trên một cây cột để tạo đòn bẩy kéo cô lên, bắn trực tiếp vào tên Timothy. Trong những giây phút cuối cùng, cô lên xe của Mitt và ông ta dùng hết sức bình sinh chạy ra khỏi khu vực vụ nổ của quả bom. Cuối cùng, tổng thống điện cô và cảm ơn những cống hiến của Ken, nhưng cô dường như chán cuộc sống sát thủ nên cô đã lấy hết số tiền giành được để sống một cuộc sống bình yên bên chồng bên con. Còn Mitt do những nhiệm vụ với Ken nên ông ta được tuyên dương như một anh hùng. Qua bộ phim này, có thể thấy được cho dù quá khứ của chúng ta có làm chuyện xấu như thế nào, chỉ cần chúng ta muốn hối cải và làm người tốt thì không bao giờ là quá muộn. Vâng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.